Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau khi là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh tại giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023, tháp Nghinh Phong của Phú Yên, tọa lạc ở trung tâm công viên biển thành phố Tuy Hòa, vừa tiếp tục được ban tổ chức World Travel Awards bình chọn giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Tháp Nghinh Phong được thiết kế hài hòa cấu trúc hai tòa mỗi bên 50 cột đá là các khối xếp chồng lên nhau lấy cảm hứng từ biểu tượng của di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa. Công trình tượng trưng cho cha và mẹ Âm và Dương, rồng và tiên từ huyền sử Lạc Long Quân Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng nở thành 100 người con, 50 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên non khai hoang lập địa mở mang đất nước. World Travel Awards là tổ chức bình chọn về du lịch uy tín thế giới. Lễ trao giải được tổ chức tại Dubai vào tháng 12 này. Tại Thái Nguyên, Công an tỉnh vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, kịp thời đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, gây án, sử dụng công nghệ cao, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, nhất là hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả và pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, tại các xã vùng sâu vùng xa, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp. Theo báo cáo từ Ban dân tộc tỉnh, từ năm 2015 đến tháng 9 năm 2013, toàn tỉnh Tuyên Quang có 979 cặp tảo hôn. Giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ tảo hôn toàn tỉnh giảm còn 319 cặp, chiếm 3,1% tổng số cặp kết hôn. Muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ trên địa bàn xã, hãy chấp hành luật pháp luật và không tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Khi mà tảo hôn và kết hôn cận huyết thì sẽ gây ảnh hưởng là khi sinh con ra thì sẽ ảnh hưởng đến các đời con thế hệ sau, các con sẽ bị dị tật và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các con sau này. Tất cả mọi người dân đều phải tìm hiểu và nâng cao nhận thức để hiểu biết hơn về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Thực hiện dự án 8 bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, các cấp hội phụ nữ của tỉnh đã thành lập được 279 tổ truyền thông cộng đồng, 6 mô hình câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi cấp tỉnh. Ngoài những cái việc mà mình tuyên truyền trong cộng đồng thì vấn đề được đưa vào các trường học cũng rất là quan trọng. Vì vậy mà cũng cho dự án có thành lập các cái câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi nhằm để tuyên truyền đến các em học sinh ngay trong ghế nhà trường. Công tác quản lý ngăn chặn phòng tránh tảo hôn và hôn nhân cận huyết là nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn. Sự vào cuộc của các ngành các cấp là rất cần thiết, đặc biệt việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành luật hôn nhân và gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân cần được triển khai thường xuyên. Tăng giá trị canh tác, ngành nông nghiệp và các địa phương tại Thanh Hóa đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các loại nông sản, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi mô hình trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn quả, từ năm 2010, xã Thọ Sương đã có những vùng chuyên canh cây đặc sản quy mô lớn. Với đặc sản bưởi đỏ Luận Văn, từ năm 2020 đến nay, xã đã mở rộng diện tích, nâng tổng diện tích canh tác bưởi Tiến Vua lên 35 hectare. Cũng chưa có cái cây gì là thay thế nó được, nó có hiệu quả cao được. Bây giờ thì là 400-500 triệu trên ha là bình thường. Đây là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong các cái mô hình mà tích tụ tập trung thì nó đã thay đổi được cái đời sống của người dân. Tại huyện Triệu Sơn, sau khi tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, ngành sinh vật cảnh bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện có trên 1.200 hộ sản xuất và kinh doanh cây cảnh. Thu nhập của các hộ làm nghề năm sau cao hơn năm trước. Tham quan các những cái mô hình về thì cũng chuyển đổi sang trồng với cây đào, lợi nhuận của nó thì nó sẽ cao hơn rất nhiều với so với lúa. Tích tụ tập trung đất đai trên chủ yếu là trên đất lúa thì phải gắn với cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt như cái cây đào hiện nay là rất có hiệu quả.
Thực tế cho thấy việc chuyển đổi đất lúa sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao là hướng đi đúng đắn. Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách đủ mạnh để tổ chức lại sản xuất, để có thể khai thác lợi thế tuyệt đối của từng địa phương.